Một cái mâm quả này 5 triệu lại là câu chuyện mà rất là nhiều người bàn tán và xôn xao. Thôi kệ bàn thì bàn, mà tán thì tán, thì bây giờ nó cũng là 5 triệu đúng không? Thật ra thì mình chia sẻ với mọi người là tuần nào mình cũng bán được một mâm hết trơn á, tức là một mâm hoặc là hai mâm, không phải là một mâm nha, một bộ là 6 mâm thì tuần nào cũng bán được. Thì thật ra 30 triệu thì nghe thì mắc, nhưng mà sẽ vẫn có khách hàng chịu chi, bởi vì đơn giản là khách hàng sẽ tin tưởng và cũng như là an tâm. Mọi người nói là mình lấy cái sự nổi tiếng ra để bán giá cao, thì câu chuyện đó thì đương nhiên rồi đúng không? Ai cũng vậy thôi, thì đương nhiên là nổi tiếng bán giá cao là chuyện hiển nhiên, nhưng mà bạn nhìn mâm quả nó cũng chất lượng mà. Cái ruột bên trong mình đâu có nói cho mọi người nghe, mọi người đâu biết cái gì đâu, nhưng mà hoa bên ngoài cũng là hoa tốt mà. Còn các bạn nói là các bạn so sánh thì thật ra khách hàng chưa có chê đâu, mà hầu hết là tất cả những em nhỏ làm nghề mấy em hay chê thôi, chứ gì thì đương nhiên là mấy em giỏi mà. Thì cái giỏi lớn nhất của mấy bạn đó là tạo được một cái sản phẩm rất là đẹp, dồn tâm huyết của mình vô nhưng các bạn không bán được giá cao. Cái điều đó là điều giỏi, mình không làm được. Còn mình là khác, mình là phải là làm một cái mâm quả ra thì phải bán giá thì là cao. Xong mà bà chửi nè, bắt đầu vô chửi nè, mày nói hay lắm nha, chắc là chẳng qua đang có thời thì nói vậy thôi, hết thời bắt đầu là chổng mỏ lên mà nói nha. Không, mình không có muốn làm đến hết thời, tại vì đơn giản là mình làm lúc nào mình cũng sẽ tính toán hết, không bao giờ để cho cái chuyện nó xảy ra đâu. Còn các bạn cứ xỉa đi, cứ soi đi thoải mái, nói chung nói gì nói, mình vẫn bán một mâm quả là 5 triệu và công ty mình hiện tại đang mở dịch vụ mâm quả là 5 triệu một mâm. Giá này cao hay mắc thì tùy các bạn thôi, nói chung là hoa xấu hay đẹp do khách hàng quyết định, không phải do các bạn. Mình quay lên cho các bạn xem thích thì xem, không thì thôi, nhưng mà nói gì đừng gây sốc nha. Mình là Simon Tứ, cảm ơn cả nhà.